cái cuối đi. 4, 6, 3, 2 anh sẽ diệt trừ cái loại trừ cái tay thúi này đi. Yes. 4, 6, 3, 2 lời nguyền tay thúi. Cắm điện lên, xem coi mấy chiếu. Cắm mấy chiếu. No, cắm điện đi bé ơi. Ôi dễ thương quá à. Dễ thương quá, lát mình lấy về luôn đi chị. Làm dễ thương thiệt. Ngồi 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 chơi cả nhà ơi, ngồi đi. Ngồi. Thế nó nghe nè, hay là bây giờ mình chụp chung với nhau tấm hình đi được không? Ok, chụp đi, chụp đi. Nhưng mà chị mà tự chụp á là cái mặt chị bự đó, thôi mà chụp đi. Thôi lên. Đó, 5 giây, 5 giây. Ồ, lại này, lại rồi thêm một tấm nữa. Ok. Đây vậy anh. Đó, có hình đấy, có hình đấy, có hình. Rồi này. Trời ơi, mặc áo trắng đội nón đẹp cháu quá kìa. Ủa, trong hình có ai mặc áo trắng đội nón kìa? Cháu quá kìa. Trời ơi, thấy rõ giọt mồ hôi của Luân luôn nè. Bây giờ mình chụp hình xong rồi, bây giờ mình đi về được chưa? Đi về. Tất cả quỳ xuống. Cái gì vậy? Ôi. Chiếu phim, chiếu phim. Nghe hả? Chiếu phim à? Đội Tuấn có siêu năng lực kìa. Ê Tuấn, ôi về rồi. Đó, cái lúc mà mình chưa thông á. Lúc mà mình chưa thông á. Mấy khóa này dạy xong có sướng. Không, cái lúc này, mệt thật nha. Không, cái Tuấn nó cầm đầu hết rồi. Rồi. Làm gì vậy? Sao đâu? Ủa sao mọi người vui vậy mọi người? Ủa? Mà mình xem lại những cái khoảnh khắc mà từ đầu tới bây giờ luôn với các thành viên của mình á, thì thật sự thì rất là xúc động và rất là sao ta, cảm giác là nó có cái gì đâu gắn kết với nhau nhiều hơn. Tôi đã công hiến, tôi cũng công hiến nhiều mọi người. Quá trời rồi. Đó. Được rồi. Ủa. Này mệt nha. Cái tập này là cái tập mà ngày đầu tiên tụi mình không có thân với nhau nè. Đúng rồi. Vui. Vui. À, tính ra từ tập này đến tập cuối là tụi mình vẫn chưa thân nha. Mình không có thân với Tuấn thôi. Em chỉ thân mà. Đúng. Tất cả mọi người còn lại cũng thân hết á. Tập này cũng cưng nè. Không, cái phòng nhưng mà phòng này chơi đúng đã rồi đây. Anh thích phòng này nha. Đây là phòng duy nhất mà anh chơi xong anh quên là anh đang chơi. Anh bị cuốn vô, anh quên anh đang chơi game luôn. Thôi, cái phòng này thì đúng là chịu thật đấy. Mất 5 tiếng để ra thoát khỏi phòng này. Ồ, tính là khủng khiếp quá mọi người. Mình chơi mấy chục tiếng không á ha. Ồ. Khi mà đi tới vòng cuối cùng, khi mà cùng với lại team xem lại nguyên một hành trình qua một cái clip là team đã từng vượt qua thử thách như thế nào, cùng nhau thi như thế nào, khó khăn như thế nào và thất bại như thế nào. Và đặc biệt là khi mà giành được kết quả vượt qua thử thách, mọi người vui như thế nào. Sáng ô liều cầm liều. Ô sáng ô sáng ô liều cầm. Cầm xí sơn xí sang sừ sang xí công. Á sừ công á sừ công á sừ công á sừ sống xí sang xí sừ sang xí công công. Công liều công liều liều cầm liều liều sáng ô liều cầm liều. Chúng tôi được coi là những cái hình ảnh được chiếu lại mà tất cả mọi người cùng làm việc với nhau. Thật sự nó rất là hạnh phúc. Ủa chưa, giờ thấy Tuấn chưa? Chưa, mời đi ăn nha. Đi ăn nha. Tuấn đâu sẽ tận chân trời, gần ngay trước mắt. Không phải, không phải à. Xin mời vào ăn. Này, cái mặt này, cái mặt Harry đúng đỉnh. Mặt hổm. Ê, để nhà game này tụi mình muốn ngồi đâu ngồi, muốn lăn đâu lăn, rất là thoải mái ha. Không có gì nhưng mà nó rất là hay. Giống đẩy thứ hai đi, ngồi lên ghế nhìn hay. Ai da, cuối cùng xong rồi à. Đó là món quà tôi dành tặng cho mọi người đó.
Thực sự thì suốt một chặng đường đã qua thì đối với mình, thử thách trốn thoát không chỉ đơn giản là một chương trình giải trí mà nó còn mang lại cho mình rất là nhiều trải nghiệm mới, những người anh chị mới, những mối quan hệ mới, những cái trải nghiệm mà có lẽ là mình chưa từng được thử, và những cái cảm xúc, những cái có thể nói là những cái sự căng thẳng, hồi hộp hay là những cái sự bế tắc, tất cả những cảm xúc đấy đều là những cảm xúc mà mình cảm thấy rất là biết ơn vì đã được trải qua cùng với tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ. Chúng ta mỗi người hãy cầm cái quyển lịch có hình của mình lên. Bây giờ ban tổ chức sẽ hỏi một loạt các câu hỏi ai là. Bây giờ chúng ta thấy cái người nào mà hợp gọi là nhất luôn trong cái câu hỏi đó thì chúng ta sẽ lật cái lịch tới cái hình người đó. Câu hỏi số 1. Ai là người may mắn nhất chương trình? Ai vậy? Harry. Wow, ai cũng chọn Harry hết vậy? Ồ thiệt chứ? Không. Mình cũng nghĩ là mình rất là may mắn luôn á. Đúng rồi. Mình làm đại mà mình không tính toán gì luôn ấy. Ê, có khi là chị là chùm cuối không? Nhân ái quá nên là không thèm đoán gì đó, để cho mọi người chơi. Ồ vậy là bây giờ mới biết là mình chùm cuối luôn á. Ồ, nãy giờ mình không biết mình chùm cuối. Không, nhân ái thì chắc chắn là không phải là Harry. Không, nhân ái với Tuấn thôi. Chùm cuối ngoài đây. Ê, có cái câu nào mà ai là người ảo tưởng nhất không ta? Đúng rồi. Câu hỏi số 2. Ai là người có số nhỏ nhất? Chắc là... Thật ra Tuấn là số nhỏ nhất là tại vì Tuấn làm chết cái gì cũng bị chết nè, rồi bị mất xu hoài đó. Không phải đâu, tại vì mỗi lần mà Tuấn chết là Tuấn thử coi mọi người nếu mà thiếu Tuấn sẽ thống như thế nào. Tốt lắm anh. Thôi vậy nè, mỗi lần Tuấn nói cái gì là bị tự nhiên bị ở đâu làm đó. Làm ơn chương trình qua thôi. Ai là thánh tìm đồ? Trời ơi, còn ai vào đây nữa? Ủa em hả? Ủa chị á, làm chị á. Em đó. Sao em thấy chị tìm được nhiều hơn mà. Chị hay vô trong phòng chị hay: Ê mọi người ơi, ê cái gì vậy? Nhưng mà khi mà liên quan tới điện thoại hay là gì đó mấy cái đồ nhỏ nhỏ phải không? Mấy cái đồ rồi. Mà quan trọng ấy là em là người kiếm hết đấy. Ai là người hay ăn vụng nhất trong phòng chơi? Ủa tính ra mọi người đều có Hoàng đó. Ủa em cũng Hoàng nè. Hoàng để ý nha, là Hoàng rất là mê đồ ăn mặc, thích ăn vặt ở nhà. Rồi hôm bữa cái mấy chén chè mà Hoàng đang ăn được mà. Cho nên Harry sẽ chọn là Hoàng rất là mê ăn vặt. Em thích ăn vặt mà em thích ăn những món ngon hả? Không, em thích ăn thôi. Có bao giờ em nghĩ em ăn anh chưa? Có bao giờ em nghĩ em ăn anh chưa? Gì vậy Tuấn? Sâu mè, sâu mè. Rồi, lạnh quá. Sâu mè là em không biết ăn nữa rồi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Ai là người tấu hài nhiều nhất trong các phòng chơi? Ây u, ây đây là hai người. Hai người rồi. Đôi lận. Cặp hai người ơi. Một cặp hai người. Nè, mình phải để gì đây? Ồ, em để đó đi, chị để vậy nha. Dạ, ok. Hai người đây. Tôi tự bầu cho tụi tôi được. Hai người này á. Chúng tôi không phải là tấu hài. Chúng tôi chỉ mang năng lượng tích cực đến mọi người thôi. Thì đó là tấu hài à. Không phải à. Ai là người thích chụp hình bằng điện thoại nhất? Ủa sao em cũng biết nữa? Trung Quân Anh mà. Dễ mà. Em dễ quá mà. Đây, bây giờ mình sẽ đọc mấy cái lời nhắn nhủ của khán giả tới cho chương trình mình nha. Lần đầu coi một chương trình trốn thoát mà mình phải rơi nước mắt, thật sự xúc động. Mình được ngồi lại cùng mẹ nghe những giai điệu quen thuộc đã lâu không nghe và thử thách đoán các dữ liệu nữa. Giá trị nhân văn, lịch sử và chương trình mang lại là mình nổi cả da gà. Thật sự nể tổ biên kịch, mình sẽ luôn ủng hộ chương trình vì cố gắng bước đi thật lâu. Coi cái lời bình của bạn khán giả này cũng hiểu được là họ không bỏ một chi tiết nào. Vì á, những cái lời bình trong đây toàn là những cái lời rất là dài không? Nó rất là từ cái trong con người, tâm huyết cho những cái tâm huyết của mọi người gửi cho mình á. Các bạn biết không, bình thường là những cái chương trình khác là toàn là kiểu như là team Song Lâm, team Harry Won hay là gì đó kiểu vậy không? Chứ không có ai mà góp ý mà chân thành đúng như rồi, vậy. Đúng rất rồi, là cái chương trình này nó rất là hay ho là do những cái này á. Mọi người rất là quan tâm. Trời, ai viết vậy? Ai viết bằng tay nữa vậy? Lời nhắn từ thử thách trốn thoát. Sau cả một hành trình, điều mà chúng ta đạt được là công sức, đam mê và niềm tin đều xứng đáng. Cảm ơn các bạn vì đã cùng chúng tôi trải qua những khoảnh khắc khó quên trong hành trình này. Cảm ơn các bạn vì đã cho chúng tôi động lực để cố gắng và cố gắng. Hôm nay là ngày... đọc được. Hôm nay là ngày ghi hình, sao vậy? Xúc động. Cô bé mùa đông xúc động nữa. Quỳnh Anh là một người rất là thích những kỷ niệm, rất là thích những khoảnh khắc, và cho dù nó làm những cái điều tốt hay điều xấu gì đó thì nó cũng là một cái điều mà mình đã được trải nghiệm qua và nó sẽ mãi mãi nằm trong ký ức của mình. Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng rồi. Chúc cho tất cả các bạn, cho tất cả chúng ta luôn nhiệt thành, luôn mạnh mẽ. Những lúc khó khăn hãy nhớ về việc mình đã từng mạnh mẽ thế nào trong thử thách trốn thoát và trong hành trình sắp đến. Khi gặp lại nhau, chúng ta hãy mỉm cười và trân trọng nhau vì những điều tuyệt vời này nhé.
Thử thách trốn thoát mùa 1. Đây là một người phụ nữ rất là... Cô bé 16 tuổi không? 16 tuổi dễ xúc động lắm. Không, tại vì em không có thích cái chữ cuối cùng. Mình ôm nhau một cái đi. Ôm đi nè, ôm đi nè. Tất cả mọi người, tôi đang dang rộng vòng tay à. Anh nói nghe nè. Con ôm tôi mà. Thôi bây giờ nè. Con ôm tụi tôi mà. Tôi không có nhu cầu. Mà thôi từ từ, không ôm em. Anh nói nghe. Tôi nói thiệt nha. Tôi nói thiệt nha. Tôi tức quá. Cái lúc này á, đang đi ra là phải rất là deep. Khi mà Quỳnh Anh khóc, nhạc nó sẽ vô một cái nốt nhạc buồn. Hôm nay là ngày không đọc được. Tại vì em không có cái chữ cuối cùng. Mình ôm nhau một cái đi. Tuấn sẽ bước dậy. Mọi người sẽ ôm Tuấn. Ủa? Cái này nó không như tôi nghĩ đâu mọi người. Anh nói nghe nè. Theo mình nghĩ á. Chương trình không quan tâm luôn. Không, tí anh sẽ ôm em. Nói đi, nói đi. Hay giận lắm, mệt lắm. Hãy bố bánh xa đi. Hay giận nó phải qua ngồi kế bên vậy đó. Nè, em để anh nói chuyện xíu, anh nói chuyện với em. Em ngồi im anh nói chuyện xíu được không? Hay là chương trình đã gửi cho chúng ta. Ngoan. Chương trình đã gửi cho chúng ta một lời nhắn. Vậy chúng ta mỗi người viết một lời nhắn nhỏ nhỏ lại cho chương trình. Chúng ta viết chung một cái lời nhắn. Thì đó, mỗi người có một cái ý vô. Okay. Để có một cái lời nhắn lại cho chương trình. Ok ha? Đưa để mọi người đọc xúc đi. Để tôi đọc, tôi ghi cho. Tuấn ghi là không có cảm xúc nha. Còn mọi người xong chưa? Suy nghĩ mọi xong người chưa? Suy nghĩ đi rồi em ghi cho. Lời nhắn là từ mỗi người có một chữ cảm ơn đi. Một chữ cảm ơn mọi người tự viết đi. Rồi mình ghi rồi đó. Bây giờ chúng ta nhắn cái gì nào? Ê, tôi viết cho. Cái này là chương trình thử thách trốn thoát mà đúng không? Đúng rồi. Đúng. Tiếng Hàn nữa. Nghe tiếng Hàn. Lúc nào cũng dành thử thách cho mình thì mình cũng đúng phải rồi. Dành thử thách cho đúng họ rồi. Chứ đúng không? Đúng rồi. Thực ra thì cái thách thức đó chỉ là nhỏ nhỏ xíu thôi. Sau đó hay sẽ lấy chữ cái của tiếng Hàn của Harry viết rồi đố ai biết được. Bây giờ thì mình chỉ là mùa 1 thì Harry mới viết đầy đủ tiếng Hàn của cho chương trình thôi. Thế bây giờ chương trình chơi mình quá trời luôn mà bây giờ mình không chơi chương trình lại thì mình quá là ức, mình không thể nào mà ngủ được. Em ghi đi, em ghi đi. Được không? Tên tôi. Trời ơi kìa. Trời ơi, coi cái Tuấn kìa. Tôi đố ai giải được cái chữ này của tôi à. Trời ơi, dễ hình nữa kìa trời ơi. Luôn có vẻ rất là tỉ mỉ và nó có cái gì đó thích cái gì nó ấy ha. Ấy như là của tỉ mỉ của phụ nữ ấy. Trời ơi, dài quá vậy. Mình giải ra. Không, không yêu cầu. Để mình giải ra cho mọi người biết. Libya, đây sách. Ủa? Bài toán mà dạng kiểu như là sách xôi ở đâu ấy. Hay quá, đó. Phải có cái con số mới được. Trời ơi, vậy mới là đầy đủ chứ. Chị sợ chữ cuối cùng hả? Ghét lắm luôn á, mẹ chị đọc cũng được á. Cái chữ cuối nó đau mà. Thật sự là Quỳnh Anh cũng hay đó. Cái đó là một cái người phải nhạy cảm lắm mà sâu sắc lắm mới sợ chữ đó. Nhạy cảm mà nhiều đa cảm xúc. Đúng rồi. Chị là vô cảm xúc, chị không có khóc. Với lại bản thân cái từ cuối cùng ở trước đó nó cũng phải có cảm xúc chung với chị. Đúng, nó phải là một cái hành trình. Ok, trời ơi chị thích Hoàng dễ sợ, đúng là kim cương của chị. Thằng Hoàng nó viết chữ đẹp quá. Thích quá. Viết số thì cũng đẹp nữa. Có một cái khúc là tự nhiên tim của Tuấn là bắt đầu là mình nghĩ là đã xong cái thử thách này rồi. Bắt đầu mình ghi lại rồi mọi người cứ nghĩ là ra một cái mật mã gì đó khó khăn nhìn cho chương trình, để chương trình giải mình ngược lại. Mình vui chưa được bao lâu thì mình mới nhận ra, ê, thì ra là thử thách chưa xong. Là ở cuối chương trình liệu mình có thoát. Ủa sao lại tại sao là hình vuông hình vuông mà trái tim là cái gì? Làm kiểu cái túi lơ khơ đúng không? Cơ rô các thứ. Rô chủ bí hả? Thực sự thì nếu như là những tập trước thì mình vẫn luôn luôn có một cái suy nghĩ trong đầu rằng là liệu có còn những gì mà chúng mình bỏ qua từ những căn phòng trước hay không? Và rõ ràng ngày hôm nay thì chúng mình đã bỏ qua, đấy là cái câu hỏi cuối cùng, liệu mình có thoát. Nhưng mà có lẽ là cái tâm lý là được vào căn phòng cuối cùng của tập cuối, thành ra là mình cũng đã bỏ quên đi cái suy nghĩ đấy. Và có lẽ lần duy nhất mà mình bỏ quên một cái manh mối nào đấy lại là lần mà nó phát huy tác dụng. Cái này là gì? Ê, ngày phát sóng tập cuối cùng 2905. Ngày đầu tiên là nhiêu? 2002. Có là mình nói lại đi, mình nói lại được không? 2421 của anh.
Thank you.